Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái món trà là có thể kết hợp được với lại cà phê. Đó chính là món trà cà phê đá xay. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi mình để mình cùng thực hiện nên cái món lạ mắt này nha. Đầu tiên là mình sẽ cho là 60ml cà phê. Rồi 35ml nước đường. Năm mươi ml trà đen. Okay, tiếp theo là mình sẽ cho là 1g bột cà phê, mình sẽ cho vào cối. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho là 20g bột sữa. Cuối cùng là mình sẽ cho đầy một ly đá như thế này, mình sẽ cho vào cối để mình xay. Bây giờ mình sẽ cho lên cối và mình sẽ xay những hỗn hợp này ra nha. Rồi sau khi hỗn hợp mình đã xay xong rồi thì mình sẽ cho ra ly và mình sẽ xịt kem tươi lên nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xịt kem tươi lên. Okay, và mình sẽ rắc thêm một tí bột cà phê. Rồi thế là mình đã hoàn thành xong một cái ly trà cà phê đá xay. Thì chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món trà cà phê đá xay này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á, thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.